chào các bạn, mình là Binh đây. Thì bữa nay mình sẽ quay tiếp tục quay cái tựa game Roblox có tên là Satan. Đó. Thì cái tựa game này thì nhiều người đã biết rồi, cho nên là bây giờ mình vô thẳng vấn đề chính luôn nha. Thì ở cái phần trước á là mình có hướng dẫn mọi người mà những cái cách bút đúng không? Thì trong lần này mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Tại mình còn có nhiều lỗi lắm, cái này game nhiều lỗi lắm, cho nên là mình cứ hướng dẫn tiếp. Hướng dẫn thêm vài cái nữa thôi, xong rồi mình sẽ coi mấy phiên bản cập nhật mới nha. À mình thôi, đầu tiên mình vô coi thử mấy phiên bản cập nhật này. Mà cái này nó cũng cập nhật lâu rồi mà bây giờ mình mới review cho mấy bạn coi. Cũng hơi buồn. Mấy bạn thông cảm nha. Thì ở cái lần á, cái cập nhật này, cập nhật Halloween nè. Có từ nó đang lót đồ đó. Thì cái cập nhật lần này nhiều cái mới á, là đầu tiên là mấy bạn biết rồi nè, cái này là mấy cái kẹo nè. Đó. Mấy kẹo này, mấy kẹo ăn cao với ăn nhảy cao rồi để mà thu nhỏ rồi để chạy nhanh nè, ví dụ như kẹo màu vàng nè. Ăn vô nè, đó để chạy nhanh. Rồi. Còn kiểu tím là để nhảy cao. Đó. À đúng rồi, còn mà cái cách mà kiếm mấy cái kẹo này thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn chưa biết nha. Thì mấy bạn ơi, lên đây nè, đó. Tìm cách để lên đây xong rồi gặp cái rương này nè. Mấy bạn sẽ đụng nó, mấy bạn sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mấy bạn đụng vô mấy bạn sẽ bị nổ. Nổ bay đi đâu mình không biết nữa. Nhưng mà nói chung là bị cho nó này. Trường hợp thứ nhất là dạng cái rương cho nó. Chúng nó là thôi là đi luôn á. Đó, còn cái trường hợp thứ hai là lấy nó đụng vô mấy bạn được kẹo. Bây giờ mình không biết là mình hên hay xui đây. Vô. Được. Con số mình đúng nhỏ luôn á. Rồi xong luôn. No. Số mình xui quá. Chưa gì nữa mà đã bị vậy rồi á. Rồi. Đó là cái cách mà kiếm mấy cái kẹo này nè. Còn cập nhật khác nữa là đây, nó cho đồ mới. Mấy đồ này mình mua rồi nha. Mấy khối cỏ rồi, khối cát rồi nè. Để nào nữa ta? Đâu rồi? Cái lồng đèn. À đây đây, rồi. Đó, cái này sáng nha. Hết rồi. Đó. Thì cái này là thứ hai là mấy cái lồ mới nè. Còn thứ ba là đúng rồi. Thứ ba là cái tên lửa này. Đây. Đó. Mình không biết là cái này là mới cập nhật hay là lâu rồi, nhưng mà cái tên lửa này là hình như là mình có bạn mình nó nói là cái tên lửa này nè. Tên lửa con, mình cứ gọi cái này tên lửa con nhện đi. Nó ngang cái độ mà là từ. Cái tên lửa con nhện này là cái độ mà bay lâu của nó là phải, cái độ mà à đúng rồi, cứ cho là cái độ bay lâu của nó đi. Nó bằng ngang ngửi cái này nè. Đó. Bởi vậy mình trúng được cái này hơn. Rồi. À đúng rồi. Cái đó ra thì còn một cái nữa là thôi, bây giờ trước hết thì mình sẽ cho mấy bạn coi một cái bài test nho nhỏ nha. Đây. Cái này mình nghĩ là nhiều bạn biết thì cũng skip qua đi, chứ còn cái này là mình lấy cho mấy bạn không biết nha. Rồi, đó. Cái đó mình xóa hỏi này. Ây da, quên tắt anh cho chứ. Mình quên tắt anh cho chứ, mấy bạn thông cảm. Rồi. Rồi mình lấy một cái nút ra nè. Mấy bạn coi nè. Đó. Thì cái tên lửa bình thường này, cái lửa nó bắn ra là nó màu nâu như là cũng này, nó bắn ra phân hả. Đó nè, thấy không? Là cái này nó lâu hơn nha. Hình như là cái này là nó gấp hai lần hay sao.
nó gấp hai lần một cái tên lửa này nè. Đó, mà ở đây mình có 4 cái. Còn mà cái cách kiếm nó thì mấy bạn qua bên tem đen này nè. Ở bên tem đen này á, gì giành được tem trắng rồi. Ngu ngu không à, mấy thằng nuốt này nó ngu. Nó đi qua tem đen hết, nó làm, nó lấy cái tên lửa này nè. Cái tên lửa này làm nó nằm ở bên cái tem đen á. Là qua cái tem đó là mấy bạn sẽ thấy được cái hang này nè. Cái chỗ này nè, ở chỗ này có một cái hang động. Vô đó là nó có cái rương với lại mấy cái đuốc á. Lụm được cái rương là mấy bạn được 4 cái này. Mà mình lụm rồi cho nên là không lụm lại được nữa đâu. Mấy thằng nút kia chơi lấy rương rồi giờ giành được tem trắng rồi vui. À, bây giờ thì mình giành được tem đen. Phải lộn. Mình giành được tem trắng rồi. Nhưng mà từ từ đi. Từ từ mình làm cái kia. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thêm vài cái lỗi nữa cho mấy bạn nha. Mấy cái lỗi này là mình đã phát hiện ra từ lâu rồi, mà bây giờ mình mới làm. Buồn. Đây. Ê. Vô đây. Ê. À được rồi, Rồi. Cái lỗi thứ nhất là lỗi nhảy cao. Ê từ. Đó, này phải đặt cho nó sát cái ghế. Cái khối mà cái là mấy bạn đặt cái gì nè, nó dài ra gì nè. Khối nào cũng được nha, không cần nhất thiết phải cái cục gỗ này nha. Cục nào cũng được. Mấy bạn đặt càng dài thì sẽ càng nhảy cao. Đây. Đó. À mình quên chứ. Mấy bạn chờ xíu nha. Mình còn một cái mình quên nữa là chỉ mình thông mấy bạn thông cảm nha, tại vì cái này là chỉ có cái animation của mà animation này là mấy bạn mới book được nha. Chứ còn cái hồi nãy là bình thường là không được à. Nên là cái này chỉ là làm được cho mấy người mà không có phải có cái animation này thôi. Không phải có cái dáng đi mà người sói á, đó. Cái con phải cái skin mặc định của mình là anime cái dáng đi mà của người sói á, cho nên là mình mới book được thôi. Đó. Nó không có bị mà hồi nãy giống như hồi nãy nó không bị ấy lên. Thấy không mấy bạn thấy ghê không? Nó nhảy đúng cao luôn. Mà nó nhảy còn cao hơn cái ăn kẹo nữa. Mà ăn kẹo là một hồi là tự nhiên nó hết rồi, nó không có bị phải nó không có hoài được rồi. Còn này là nhảy cao hoài luôn không hết luôn. Đó là lỗi thứ nhất. 2000 years later. Đó. Thì đó là cái lỗi thứ ba nha. Phải không ấy? Cái lỗi thứ mấy mình quên à. Còn bây giờ là tiếp theo là sẽ tới phiên một cái lỗi này nè. Thì cái lỗi này thì mình không biết là từ. Cái lỗi này mình không biết là mấy bạn có làm được hay không nữa. Đây, đó mấy bạn làm vậy nè. Cũng giống như cái lỗi mà UFO á. Đó mấy bạn cũng làm vậy nè. Để tên lửa trên đầu vậy. Ê quên. Rồi, đó. Mình quên chứ mình phải để mấy cái khối này chứ. Mình quên. Xin lỗi mấy bạn. Đây, đó. Này là nó giống như cái lỗi mà UFO đó mấy bạn ạ. Mấy cái phần 3 mình mà hướng dẫn mấy bạn rồi đó. Nhưng mà cái lần này không phải là bay nha, nhưng mà cái lần này là khác nha, lần này là dạng bút tốc độ. Ở từ. Lần. Hãy. Đây. Cái lần này là không phải là mấy bạn đặt cái đồ kia với lại đặt cái thang lên mà để bay, mà mấy bạn chỉ đặt vậy nè. Kéo nó dài ra. Cái này nè, cái hàng dài này nè, mấy bạn muốn để đằng trước hay đằng sau thì cũng được, mình thích để đằng sau. Rồi. Mấy bạn nhìn thì thấy nó bình thường đúng không? Mà coi nè. Mình cái này mấy bạn cần phải để góc nhìn thứ nhất hoặc là ship lock vậy nè. Mấy bạn nhảy lên
xong rồi các bạn đè nút sờ giờ hoặc là A. Đó, đây là lỗi tốc độ nha. Ây da, các bạn ơi, hồi nãy nó bị lỗi, phải nó bị lost connect rồi, bị mất mạng rồi, mình không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà bây giờ là nói chung là nó cái lỗi đó. Còn mà cái lỗi một, còn một cái lỗi nữa mà thôi, mình nghĩ là mình chỉ hướng dẫn như đó lỗi là được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ để coi mình còn làm gì nữa ta. Mình nhớ là như có một cái lỗi nữa mà từ để mình suy nghĩ coi lỗi, để mình nhớ lại coi lỗi gì quên rồi ta. À, hình như cái lỗi đó mình quên luôn rồi, mình không nhớ nữa. Mà thôi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ không có ấy lỗi nữa, mà mình sẽ làm đá banh được không ta? Để hỏi thôi. Từ từ mấy bạn chờ xíu nha. À là được rồi, rồi. Vậy thì mình quên làm cái ấy chứ, mình quên lót chứ. Mà thôi. Rồi. Mình quên làm trước cho mấy, để lót cho ra cho mấy bạn ấy luôn chơi luôn chứ. Bây giờ là không có được rồi, mình phải tự làm rồi. Biết gì làm trước từ đầu rồi, chứ lót ra chơi cho nhanh. Từ từ. Để từ hỏi này thử coi banh nhỏ hay banh to. Một banh nhỏ thì mình xài một cục này thôi, còn nếu banh to thì mình xài 8 cục. Thôi, bây giờ mình thử chơi banh nhỏ trước đi. Rồi. Đó, này chiếc banh nè. À quên chứ, mình quên tắt anh cho. Rồi. Thì để mình test thử cho mấy bạn coi nha. Rồi mình xuất văng ra ngoài kia luôn à. Đây nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nha. Thì đó, bình thường vậy là lừa banh nè đó. Còn mà đạp nó vậy là đá nè. Từ. Đó. Ủa, bay đâu luôn à. Hay là mình nghĩ là mình banh to chứ. Nãy giờ mình đá, mình nhảy lên mình sút nó một cái là nó văng đâu. Từ từ thử lại lần nữa. Đó, thấy không? Thôi kệ luôn đi, chơi banh nhỏ luôn. đá banh rồi lừa nè. Mình chấp tại bị lắc cho nên là không ấy. Rồi chấp hai đứa luôn. Mình quên lấy cái đường mà chỗ mà ra ngoài mất chứ. Mà thôi kệ luôn, ngay đá vậy luôn. Sút. Rồi đi đâu luôn rồi. Thôi, banh nhỏ nó không có tiện. Mình chơi banh to luôn đi.
Đây. Rồi. Vô. Cái bánh này nó hơi nặng. Trời trời trời. Ý đừng được lịch lịch. Gì gì? Đồ xím vào rồi. Để mình vô mình lấy ra banh ra lại. Thôi khỏi luôn đi, mình lấy ở đây luôn. Day 2, day 3, day 4. Vẫn cho anh kiểu cũ coi. Thử cho anh lại kiểu cũ coi có được không. Đầu cho nó ra ngồi luôn. Thì để coi nó mình để mình coi lại thử, mình kiểm tra kỹ lại cứ coi nó còn cái cập nhật gì nữa không. Ủa cái gì hả các bạn, coi nè, mình không hát nha. Trời ơi, mình đi được trên nước á, thiệt. Ồ, không chết luôn. Ê, mấy bạn thấy mình rơi chưa? Quái vô lâu lâu hà xuống. Trời, sao ghê vậy ta? Không hiểu nữa, tự nhiên hồi nãy mình bị mình chơi cái tên lửa kìa, đánh mình bay ra đây á, xong rồi giờ đi không mất máu luôn. Ý, ghê ghê nha, ghê nha. Ồ, được nè, được nè. Đây, 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 đây. Mình sẽ qua đây. Đây, đây, đây. Cái khúc này nè, đó. Cái chỗ số tiên này coi thử có không. Ê, vô đây, vô đây. Rồi. Yeah, cuối cùng cũng tới được cái chỗ này rồi. Không có bị chết. Ê, mấy bạn thấy mình ghê chưa? Đó, không chết luôn. Ờ. Mình đúng là bá đạo mà. Kỳ á, tự nhiên hồi nãy mình bị cái tên lửa kia nó quất mình bay đi qua đây nè, xong rồi tự nhiên hồi giờ không bị gì luôn. Ở cái chỗ xuống tiên là cái chỗ bí mật nha. Ui. Ai. Đi lên đây là không bị chết à. Ồn ồn quá. Rồi. Công nhận mình đúng ghê. Ủa chỗ cái này hồi nãy ấy đâu. Hay. Rồi chết luôn. Đây nè, mình cho mấy bạn coi nè, cái chỗ cái hồi nãy này nè. Đây nè, cái tên lửa này nè. Mình đặt mấy cái đầu quay này nè. Mình đặt mấy tên lửa lên, xong rồi mình lấy cái nút đó mình bấm nó quay nhanh quá trời luôn. Xong rồi mình đứng vô thử, nó quất mình ra ngoài đây nè, xong rồi mình đi ra ngoài nước được luôn. Kỳ ta, đâu đâu để mình coi lại thử coi, coi lấy lại coi ăn coi có đi lại được không. À ủ ơi ta hơ. Không bị gì luôn. Ồ. Sao ghê vậy ta? Mình không bị đai luôn.
chắc này lỗi của game rồi. Đi qua vẫn bị vẫn nhận được tiền nha. Hả không? Người ta vẫn ấy được mà. Ồ, vậy là cái lỗi này à. À, cái lỗi này rơi nè. Rồi, một cái lỗi mới đã xuất hiện. Đó là lỗi bất tử ở dưới nước. Rồi, thì mình thấy là hình như là chỉ như đây cập nhật thôi là mình nghe mình thì mình cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm nhiều video mới nha. Còn để mai mốt cái game chơi thiền này nó có cập nhật gì á thì mình sẽ quay tiếp nha. Và mình còn một cái này nữa là mấy bạn nào mà muốn mình chơi game gì thì hãy bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.